Ok, con đồng hồ Cuckoo tiếp tục trình làng cho anh em. Nhưng con này đợt trước em bán mấy con rồi, toàn là hàng mới full ni lông hộp xốp. Nhưng mà con này về thì nó hơi có một tí, nó hơi có một tí là vận chuyển các bác ạ. Vận chuyển cho nên nó bị nứt nứt cái mái nhà này này. Đây này, em quay rõ cho các bác xem, nó có hơi nứt mái nhà một tí. Nó nói chung nhìn qua tổng thể thì đẹp, nó cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu, nhưng mà nứt thì em bảo nứt. Đấy các bác nhá, em cũng cho tỉ keo vào đây cho nó chặt chẽ rồi, nói chung là cũng không ảnh hưởng đâu. Nhưng mà nứt thì em bảo là nứt đây này. Đấy, tí nứt thôi. Đấy, 6 giờ nó cúc cu 6 phát. Tiếng chim hót và suối chảy róc rách. Đấy. Tiếng suối chảy róc rách. Tiếng suối chảy róc rách và chim hót líu lo. Nói chung là tổng thể thì anh em nhìn là biết này, không phát hiện ra luôn. Nhưng mà nứt thì em bảo là nứt, cho nên là em sẽ bán thanh lý cho anh em giá tốt hơn. Anh em nhá. Đấy, cho nên anh em nào mà chấp nhận được với hình thể như thế này. Đây, em quay cái chỗ nứt này, không phát hiện ra được nứt luôn. Nhưng mà nứt thì em bảo là nứt đây này. Đấy, đấy anh em nhá. Nhưng mà nhìn tổng thể anh em thấy đấy, quá đẹp chưa? Có chả ảnh hưởng gì. Nhưng mà em vẫn cứ bán rẻ hơn bình thường, bởi vì là dầu sao thì có tí nứt ở đây. Mặc dù anh em nhìn và anh em treo lên tường thì chẳng phát hiện ra cái gì cả, đúng không anh em? Anh em nhìn tổng thể là biết này. Đấy, cho nên anh em nào mà không cầu kỳ quá thì chuyển em này quá rẻ luôn. Rồi, xin cảm ơn anh em. Nhanh tay chuyển khoản bom nổ vào tài khoản cho em nha. Chứ chỉ có một con này thôi chứ không có nhiều đâu.